Dạ đúng rồi, con Mỹ nè mẹ. Sao vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Mẹ. Đúng rồi. Mẹ ơi, đúng rồi. Đúng rồi. Và đó cũng không phải là lần đầu tiên mà tôi phải giải thích với mẹ mình rằng tôi là con của bà ấy. Tuy bây giờ mẹ không biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rõ về mẹ. Có khi giữa đêm khóc, nhớ bụi cơm ấm áp gia đình, bỗng thấy mình muốn bé lại lúc thơ dại.